liên quan đến nội dung được đăng tải trên mạng xã hội Facebook cho rằng nữ giáo viên bị chính hiệu trưởng cưỡng dâm nhiều lần. Chiều ngày 5 tháng 1, trao đổi với báo Giao thông, ông Nguyễn Thiện Trinh trưởng phòng JD tỉnh Thanh Hóa xác nhận có thông tin trên nhưng đã được giải quyết cách đây 3 năm. Theo đó, vào năm 2016, vợ chồng cô NTQ, thời điểm này cô Quy đang làm phó hiệu trưởng trường tiểu học Yên Bái, xã Yên Bái, huyện Yên Định, tố cáo ông TL. HT, là hiệu trưởng trường tiểu học Yên Bái, có hành vi cưỡng dâm nhiều lần. Ngay sau khi sự việc xảy ra, các ngành chức năng đã vào cuộc xác minh, làm rõ và kết luận nội dung tố cáo không có cơ sở. Sự việc này đã xảy ra cách đây 3 năm và công an huyện vào cuộc, ủy ban kiểm tra huyện ủy đã vào cuộc mời các bên lên để đối chứng và đưa ra kết luận những thông tin tố cáo không có cơ sở. Sau đó, ủy ban nhân dân huyện cho rằng nội bộ mất đoàn kết nên theo quy định đã điều chuyển hai người về công tác ở nơi khác. Chứng cứ. Sự việc xảy ra đã lâu nhưng nay lại có thông tin đưa lên thì thấy rất lạ, trưởng phòng JD được điều chuyển về trường tiểu học Quy Lộc, còn ông TL cũng theo ông Nguyễn Thiện Trinh, cô Quy HT thì được điều chuyển về trường tiểu học Định Hải. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin nêu nội dung, một hiệu trưởng trường tiểu học cưỡng dâm nhiều lần. Ông ta còn quay lại clip để khống chế giáo viên này làm nô lệ tình dục. Ngôi trường đó thuộc huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Vụ việc bị tố cáo lên các cấp chính quyền ở huyện và tỉnh Thanh Hóa nhưng lâu nay không quan chức nào giải quyết.